Chào mừng các bạn quay trở lại với Ben Channel. Chân nhạn tương ái của Utah là một lãnh địa mở rộng từ thuật thức sao chép, thế nên hiển nhiên là không thể nào mà hiệu ứng bên trong chân nhạn tương ái lại chỉ dừng lại ở bạc bằng đạn, đúng không nào? Tất cả những thuật thức mà Utah đã từng sao chép đều có khả năng xuất hiện trong lãnh địa này. Nhưng những thuật thức mà Utah đã có thể sao chép là gì? Và thậm chí là những thuật thức chưa từng được biết đến thì sao? Hãy cùng mình đếm xem thử Utah đã tiếp xúc và lựa chọn những thuật thức nào và tỷ lệ để chúng có thể xuất hiện trong chân nhạn tương ái là bao nhiêu nhé. Chú ngôn. Đương nhiên, những thuật thức mà Utah đã từng lộ diện cho chúng ta thấy ở quá khứ đều sẽ có tỷ lệ xuất hiện rất cao, phải không nào? Thuật thức đầu tiên chính là từ Senpai thân thuộc của Utah, chú ngôn gia truyền mà chỉ có Touge mới có. Trong tay Touge, chúng ta chưa từng được chứng kiến nhiều tiềm năng mà chú ngôn đem lại. Nhưng qua phần Movie Zero, Utah đã thể hiện với đủ lượng chú lực và sức mạnh. Thuật thức này sẽ gây ra sát thương cùng hiệu ứng vô cùng mãnh liệt, cao nhất có thể lên tới cái chết. Utah đã sao chép được thuật thức chú ngôn của Touge từ thời điểm sớm nhất của bộ truyện, trước cả khi Yuji nuốt ngón tay của Sukuna. Chú ngôn là một kỹ thuật được thừa hưởng qua dòng máu của gia tộc Inumaki. Lần đầu tiên sử dụng đó, Utah thực hiện kỹ thuật này bằng cách sử dụng một cái loa mà Rika triệu hồi có biểu tượng rắn hai đầu và nanh sói. Bằng cách nói qua nó, Utah ra lệnh cho tất cả các lời nguyền cấp thấp của Geto chết ngay lập tức. Lúc này Utah để ý rằng việc kiểm soát sự lan truyền của chú lực là khó khăn, nhưng kể từ đó, Utah đã trở nên thành thạo hơn với chú ngôn khi được kết nối với Rika thông qua chiếc nhẫn. Utah thậm chí có thể khiến cho biểu tượng rắn hai đầu và nanh sói xuất hiện trên miệng của mình, như thể cậu ấy được sinh ra với nó. Điều này cho phép Utah kích hoạt kỹ thuật bằng cách nói ra mệnh lệnh theo cách tương tự như Touge. Về trường hợp của Vua Nguyền Hồn, hắn là một kẻ sở hữu kho kiến thức rộng lớn về chú thuật, thế nên một thuật thức gia truyền như chú ngôn có thể bị hắn khắc chế bằng cách khai thác điểm yếu đã biết. Thao túng không gian của Uro. Tiếp theo là hai thuật thức gần đây mà chúng ta đã thấy Utah chạm trán, trong đó có thao túng không gian đã được sử dụng chính thức bằng tay của Utah và thậm chí là đã được dùng trong lãnh địa ở cháp 249 gần đây. Thuật thức của Uro đã từng chứng tỏ là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí tính năng của nó còn khắc chế hoàn toàn vụ nổ Granite của Ryu trong Tử Diệt Hồi Du. Tuy nhiên, vì một số nhược điểm nào đó, cô không thể hoặc khó phòng thủ trước sức mạnh của Nguyên Hồn Gián. Nhưng Utah thì lại khác. Việc copy của cậu đương nhiên sẽ chỉ dùng thuật thức trong tình huống phù hợp nhất, khiến cho thao túng không gian trở nên vô cùng hữu dụng. Kỹ thuật của Uro cho phép cô kiểm soát bầu trời. Cô ấy có thể khiến cho bầu trời trở thành một bề mặt hữu hình và sử dụng nó để thao túng không gian, tương tự như cách thấu kính tạo ra sự biến dạng. Cô ấy thoải mái sử dụng nó để bay lơ lửng và thay thế cho quần áo. Đúng hơn thì bẻ cong hướng nhìn để chúng ta không thể thấy được những điểm nhạy cảm của nó. Cũng là một ưu điểm để Uro tận dụng phô diễn thân hình trên trời. Trong chiến đấu, cô ấy có thể phòng thủ bằng cách bóp méo hình dạng của các đòn tấn công của đối thủ. Mặc dù các bề mặt cô điều khiển không thể trực tiếp nghiền nát đối thủ, Uro có thể phá vỡ bề mặt của bầu trời giống như một lớp băng mỏng và tấn công mục tiêu bằng lực tác động. Đây là kỹ thuật mang tên bạc băng đạn, chính là chiêu mà Utah dùng đến trong tình huống mới nhất bên trong lãnh địa chân nhạn tương ái. Điều này cho phép đòn tấn công của thuật thức thao túng không gian lách qua lớp phòng thủ của đối phương và gây ra sát thương rất lớn. Vụ nổ Granite. Bên cạnh Uro, Utah còn chạm trán thêm một đối thủ đáng gờm nữa ở Tử Diệt Hồi Du. Tuy rằng trong trận chiến này Utah chỉ mới chính thức sao chép một thuật thức từ Uro, bởi tia bắn năng lượng là do chính Utah dùng năng lượng thô của mình để xuất ra, nhưng cũng không loại trừ khả năng Utah thêm vụ nổ Granite vào thuật thức của mình. Thuật thức của Ryu thật sự rất đặc biệt, nó có thể được coi là thuật thức hoặc không phải thuật thức cũng được, bởi Ryu là người chú thuật sư duy nhất có thể xuất chú lực của mình ra mà không cần phải kích hoạt thuật thức, tức là tia bắn này chỉ như một lượng chú lực mà Ryu bắn ra làm vũ khí. Khác với Ryu, tia bắn của Utah yếu hơn rất nhiều. Đó có lẽ là bởi vì đây không phải là thuật thức của cậu, và tia bắn từ Utah chỉ đơn thuần là chú lực thô mà thôi. Thế nên chưa biết chắc Utah có nhận được thuật thức này từ Ryu và bắn ra vụ nổ Granite hoàn chỉnh hơn hay không, nhưng mình nghĩ là tỷ lệ khá cao. Bởi Ryu có khen ngợi Utah là món ăn ngon nhất mà hắn đã từng nếm. Hơn nữa, Utah còn tha mạng cho Ryu để lấy điểm Tử Diệt Hồi Du nữa. Nếu thuật thức này của Ryu có trong bộ sưu tập thì sẽ gia tăng sức sát thương của Utah lên rất nhiều. Vụ nổ Granite của Ryu có thể bắn ra những luồng năng lượng nguyên chú có định hướng từ mái tóc dựng đứng hình nón pháo của mình. Hắn là phù thủy duy nhất có thể giải phóng cùng một lượng sức mạnh bất kể kỹ thuật nguyên chú của hắn có được kích hoạt hay không. Một luồng chú lực siêu cấp được tung ra theo một hướng. Ở sức mạnh tối đa, nó chứa sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, có thể san phẳng nhiều khu phố. Đây chính là một trong những phương thức để gây sát thương dồn dập lên Vua Nguyền Hồn ở tình huống sắp tới trong lãnh địa. Bất nghĩa du hí.
Bên cạnh những thuật thức chúng ta thường thấy xuất hiện chung với Yuta, thì không ngoại trừ trường hợp Yuta đã từng sao chép một số thuật thức khác ngoài màn ảnh và khung truyện. Chúng có thể bao gồm bất nghĩa du hí của Todo, xích huyết thao thuật của Noritoshi hay thập chủng ảnh của Megumi nữa. Tuy rằng mình không có bằng chứng nào đủ thuyết phục để chứng minh cho Yuta từng yêu cầu đề nghị những người bạn cùng trường này cho cậu sao chép thuật thức cả. Bởi cho Rika hấp thụ một phần cơ thể của họ thì nghe có vẻ khá kinh đấy, lại còn tự nguyện nữa. Nhưng nếu đúng là có thể xảy ra trường hợp đó thì cũng rất thú vị phải không nào? Dù gì thì trong số đó, Todo cũng không có tâm trí bình thường cho lắm. Thế nên, mình mới cho bất nghĩ du hí vào một trường hợp tỷ lệ 50-50 luôn đấy nhé. Mình đã từng phân tích khi Yuta sử dụng thuật thức đa dụng này rồi. Nói nôm na thì đây là một thuật thức hỗ trợ, đặc biệt hơn là hỗ trợ chiêu thức tầm xa. Yuta có thể dùng nó kèm với vụ nổ Granite, và việc dịch chuyển của bất nghĩa du hí sẽ khiến cho tia bắn này gần như không thể né tránh. Thuật thức bẩm sinh của bất nghĩa du hí của Todo cho phép cậu hoán đổi vị trí với bất kỳ vật thể nào, sở hữu lượng chú lực vượt quá ngưỡng nhất định. Điều kiện kích hoạt thuật thức này là một cái vỗ tay, va chạm gì đó mà người sở hữu thuật thức thực hiện. Thậm chí như trong khoảnh khắc quyết định sống chết với Mahito, tiếng lách cách do sợi dây chuyền của Todo cũng cho phép Todo hoán đổi vị trí. Nhờ sử dụng cơ chế này kịp thời mà Todo né được đòn chí mạng và tạo cơ hội cho Yuji phản công trước Mahito. Đây là một thuật thức tuy không gây sát thương trực tiếp nhưng có thể tạo ra rất nhiều sự đa dụng để mở ra nhiều tình huống tấn công, phòng thủ khác nhau. Với khả năng dịch chuyển bất ngờ, Todo có thể di chuyển đến vị trí thuận lợi để tung các đòn tấn công hoặc nhanh chóng biến mất để né tránh các chiêu thức nguy hiểm. Yuta sẽ tận dụng những yếu tố này để khiến sự linh hoạt của sao chép thuật thức trở nên đa dụng hơn nữa. Nếu không bành trướng lãnh địa thì Vũ Nguyên Hồn chỉ có thể né bằng niềm tin. Nấc thang Jacob. Thật sự mà nói thì thuật thức này của Hana quá là bá đạo. Nó không chỉ vô hiệu hóa thuật thức thông thường mà ngay cả kỹ thuật phòng thủ như giản dị lĩnh vực hay lồng đèn bao phủ của Vu Nguyên Hồn đang sử dụng nữa. Nếu Yuta dùng nó thì chẳng khác gì hack game. Nhưng mình cũng đang mong cậu dùng nó đấy. Hết chuyện tới nơi rồi. Phần thắng bại luôn đi, giằng co mãi. Và tuy có nói là không thể chiến đấu, nhưng thiên thần Hana vẫn còn sử dụng được thuật thức. Cụ thể thì chính là nấc thang Jacob của cô đã phong ấn ngục môn cương cho Gojo Satoru. Thế nên thiên thần Hana vẫn chưa mất thuật thức. Giờ đây khi Sukuna lo ngại Yuta sẽ dùng nấc thang Jacob để cứu Megumi, thì chúng ta có thể hy vọng thuật thức bá đạo này sẽ được sử dụng bên trong lãnh địa chân nhạn tương ái của cậu. Để kích hoạt nấc thang Jacob, người dùng triệu hồi một cây kèn bốn cánh làm từ ánh sáng đi kèm với một ma trận phép thuật nhiều lớp khổng lồ trên bầu trời. Vòng tròn phép thuật có một biểu tượng 7 sao và các đường chéo bao quanh chu vi của nó. Khi thổi kèn, một cục sáng chiếu xuống từ vòng tròn và bao trùm mục tiêu trong hào quang của nó. Bên trong cục sáng xuất hiện những sinh vật cherubic nhỏ có cánh và hào quang xung quanh mục tiêu. Bất kỳ lời nguyền nào tắm trong ánh sáng của thang dẫn lên thiên đường sẽ bị dập tắt mà không phân biệt, bao gồm các vật nguyền, đặc biệt như Ryomen Sukuna và Ngục Bông Cương. Đây còn là cách hữu hiệu nhất để giải cứu Megumi. Nhưng như mình đã nói lúc nãy, nó quá là hack game. Dùng được thuật thức này thì Yuji đâu còn tác dụng nữa. Nam chính của chúng ta còn chưa phô diễn khả năng thao túng linh hồn mà. Ngoài lời một tí thì Yuji đã từng tung nhiều cú đấm khiến Sukuna rung lắc. Đây chính là ẩn ý cho sức mạnh tác động lên linh hồn của Yuji. Thế nên, một là Sukuna tìm ra cách để khắc chế thuật thức của thiên thần Hana, hai là Yuta không sử dụng nó đúng cách. Chứ nếu không thì Yuji lại trở thành nam chính cũ, còn Yuta lại trở thành nam chính mới. Hết chuyện. Phản trọng lực cấu trúc của Kenjaku. Ngoài những trường hợp kể trên thì những kẻ thù của Yuta chắc chắn là không nhận được sự thương tiếc gì từ cậu rồi. Việc Cherika hấp thụ chúng thì gần như không còn gì nghi ngờ cả. Thế nên thuật thức copy từ Kenjaku hiển nhiên có tỷ lệ rất cao sẽ được chứng minh trong những chap sắp tới. Đối thủ hiện tại của Yuta là Vu Nguyên Hồn. Mình nghĩ Yuta sẽ không ngại gì tận dụng tất cả sức mạnh có thể thêm vào kho chú thuật của mình để mà chiến thắng đâu. Thế nên chú linh thao thuật và phản trọng lực cấu trúc của Kenjaku sẽ có tỷ lệ rất cao xuất hiện trong lãnh địa chân nhạn tương ái. Chức năng chính xác của việc kích hoạt phản trọng lực cấu trúc vẫn chưa được khám phá đầy đủ. Đúng như tên gọi, kỹ thuật này có khả năng chống lại lực hấp dẫn, chẳng hạn như lực hấp dẫn khổng lồ của một lỗ đen ở một góc độ nào đó. Kích hoạt hệ thống chống trọng lực bằng cách hoán đổi thời gian làm tăng đáng kể lực hấp dẫn trong phạm vi từ 2-3 mét xung quanh người thi triển trong khoảng 6 giây. Được biết thì thuật thức này của Kenjaku không có tác dụng nhiều lên Yuki bởi cô đã né tránh rất nhanh và chỉ bị dính sát thương khi Kenjaku bành trướng lãnh địa. Nhưng hiện tại, Vu Nguyên Hồn không ở trong tình trạng khá hơn là mấy và trừ khi bành trướng được phục ma ngự trụ tử thì hắn mới khó lòng nào né tránh được mà thôi. Vô hạ hạn nhưng ở mức độ thấp.
Có lẽ là chúng ta đã quá quen thuộc khi tranh cãi về vấn đề của Utah sao chép thuộc thức vô hạ hạn rồi. Bởi Utah không sở hữu lục nhãn nên việc tiêu hao chú lực vượt mức cho phép là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng lỡ như đây là một rủi ro mà Utah chấp nhận để chiến thắng thì sao? Vô hạn là một khái niệm vô cùng phức tạp. Như chúng ta đã biết thì nó là điều gần như bất khả thi cả trong truyện lẫn ngoài đời thực. Nên việc đem khái niệm này vào thực tại thì yêu cầu một lượng năng lượng khổng lồ cùng với một thách thức vô cùng tỉ mỉ. Và ở đây năng lượng thực hiện nó lại là chú lực, đòi hỏi phải đầu tư rất tốn kém. Một khi Utah quyết định thi triển vô hạ hạn, dù chỉ một lần, lượng chú lực còn lại của cậu sẽ ở mức báo động. Thế nên, trừ khi Utah cho ra phiên bản kết liễu được vua nguyên hồn trong một đòn, như hư thức tử chẳng hạn, thì mình thấy tỷ lệ cậu dùng vô hạ hạn trong lãnh địa này là không quá cao đâu. Những thuật thức khác lạ khi đi du học ở châu Phi. Ngoài ra, thời gian Utah đi du học ở châu Phi rất là dài. Thực sự mà nói thì chú thuật sư bên ngoài Nhật Bản rất là ít. Nhưng qua sự kiện bách quỷ gia hành, chúng ta có thể thấy chất lượng của họ không phải là dạng vừa. Bằng cách nào đó, chú thuật sư châu Phi đã dệt nên Hắc Thăng, một loại chú cụ sở hữu sức mạnh giống với thiên nghịch mâu. Nhưng vì đã đối đầu với thiên nghịch mâu rồi, nên ông thầy Dí Nhố đã cảnh giác hơn và áp đảo anh già đen một cách dễ dàng. Vậy thì những chú thuật sư ở châu Phi thực sự có điều gì thú vị mà Utah có thể khai thác? Thậm chí, cậu đã từng hợp tác với Miguel. Tuy thuật thức của anh chưa được tiết lộ, nhưng có thể nói để mà cầm cự được với Gojo Satoru thì không phải là chuyện thường đâu. Sau quá trình hợp tác ở châu Phi thì ít nhiều, Utah cũng sẽ đem những yếu tố chưa xuất hiện trong Jujutsu Kaisen vào lãnh địa của mình.